Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đến với kênh xe tải của Nguyễn Tiến ngày hôm nay. Thì hôm nay Tiến sẽ đưa đến tất cả quý vị và các bạn một chiếc xe ở phân khúc tải trung, xe tải 6,5 tấn từ nhà sản xuất là JIC Việt Nam. Cái dòng xe này thì người ta hay gọi là xe dắt, phiên bản là N650 Plus, có cái mức tải thùng là 6,2 m. Và xe đặc biệt là cái dòng xe này sử dụng động cơ Cummins. Thì trước khi mà đi vào chi tiết và nội thất và cái thùng và động cơ, thì Tiến sẽ giới thiệu về công ty của Tiến. Thì Tiến chuyên phân phối các dòng xe tải dắt, xe tải Hyundai, xe tải Đô Thành và xe tải là Terraco. Và Tiến có nhận ký gửi mua bán và trao đổi các dòng xe tải đã qua sử dụng. Quý vị các bạn mà có nhu cầu trao đổi hay mua bán các dòng xe tải cũ mà quý vị không có nhu cầu sử dụng nữa, thì quý vị các bạn hãy liên hệ trực tiếp với Tiến trên số điện thoại trên màn hình. Bây giờ Tiến sẽ đi vào chi tiết của chiếc xe mà dắt N650 Plus. Đầu tiên là phần ngoại thất. Thì xe N650 Plus có một cái ngoại thất là cực kỳ khỏe khoắn, cabin là kiểu cabin vuông. Cái cabin nó là cabin kép quý vị các bạn nhé. Trên nội thất thì có một cái giường nằm. Thì xíu nữa lên cabin thì Tiến sẽ nói chi tiết quý vị các bạn luôn. Đây là cái đèn được đặt dọc, tích hợp đèn pha halogen và đèn xi nhan ở trên cùng một đại dọc luôn. Phía đây là xe N650, ở dưới vẫn là một chữ dắt JIC. Ở đây thì có một cái dải mạc chrome rất là đẹp. Ở dưới đây là cái cản để kết hợp giữa một cabin, nhìn rất là khỏe khoắn và chắc chắn. Xin mời quý vị các bạn sang phần của cabin. Thì nhân tiện hôm nay là Tiến giao cái xe này cho một anh khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì ở bên đây, bên tài vẫn là một cái tem N650 Plus này. Xe được trang bị cặp kính là cặp kính hai, một kính lồi và một kính chiếu hậu phía sau, rất là để tài xế có thể nhìn một cách thoải mái. Thì Tiến sẽ đi nhanh cho quý vị các bạn biết. Đây phía sau quý vị các bạn có thể thấy đây một tấm kiếm để là cái giường nằm để khi mà tài xế hoặc là phụ đi xe di chuyển trên đường nó thể thoải mái hơn, có thể nghỉ ngơi một cách khỏe hơn. Đây phần thùng của xe N650 Plus. Thì cái thùng này là được đóng theo kiểu là thùng 7 bừng theo đơn đặt hàng của khách hàng. Thì đây cũng là gọi là cái thùng tiêu chuẩn nha quý vị các bạn nhé. Thì đây anh khách hàng có yêu cầu thêm là cái bạt 5 mảnh và sơn là sơn cái sơn đỏ này, nó có điểm nhấn nó đẹp hơn thôi. Chứ còn bình thường thì cái xe này, thùng này thì cũng gọi là thùng tiêu chuẩn thôi, chứ không có gì gọi là thay đổi. Đây thùng là bên công ty Tiến gia công luôn, đóng trực tiếp cho quý vị các bạn. Một xe cái thùng cực kỳ mà chắc chắn và khỏe khoắn. Ở phía sau của thùng xe thì cái dòng xe này ở phía sau là được mở một cái vỉ mở lên này, còn ở dưới là một cái bừng mở xuống, nhìn rất là thoải mái. Để bây giờ để trực tiếp hơn thì nhân tiện đây thì Tiến sẽ nói về kích thước thùng cho quý vị các bạn được biết luôn. Cái thùng xe chiều dài của nó là thùng xe là chiều dài đọt lòng là 6,2 m. Chiều rộng là 2,150 m, còn chiều cao là 2,150 m luôn. Đây là phần lốp xe. Thì xe sử dụng lốp là lốp 825R16, sử dụng cái dọc và lốp trước cũng là cái dọc và lốp sau với lốp trước là cùng một kích thước lốp như nhau, và vẫn sử dụng là lốp và Casuvina. Thì để nhân tiện đây thì Tiến sẽ mời quý vị các bạn xem cái vách trong của cái thùng luôn, trong thùng này là có như thế nào. Cái thùng này thì bên Tiến là gia công đóng thùng trực tiếp cho khách hàng luôn. Đây là phía trong thùng xe này. Đấy. Thì nhân tiện đây thì Tiến giới thiệu cái quy cách của cái thùng này cho quý vị và các bạn được biết. Thì vách ngoài nó là inox 430, vách trong là tôn kém, khung xương trên bừng là bằng kém.
thì tất cả những vật liệu ở trên đây là toàn là làm bằng kẽm hết, đá là đá sắt, còn cái đá sàn vẫn là sàn kẽm, vách trong là vách kẽm luôn quý vị các bạn nhé. Thùng này bên công ty đảm bảo là quý vị các bạn là một cái thùng cực kỳ chắc chắn và khỏe khoắn. Bây giờ Tiến xin mời tất cả quý vị các bạn có thể xem gầm xe và động cơ. Phần động cơ thì Tiến mời quý vị các bạn sang xem cái phần của xe cabin chassis đi để quý vị các bạn xem nó chi tiết hơn. Vâng, xin mời. Tiến xin mời tất cả quý vị các bạn có thể xem cái động cơ. Đây là cái phần có thể gọi là quan trọng nhất của một chiếc xe, giống như quả tim của con người vậy đó. Đây là động cơ, là động cơ Cummins. Với mã động cơ là với dung tích xi lanh của nó là 3.76 lít, công suất mã lực là 170 mã lực, còn đạt vòng tua là 2.600 vòng trên 1 phút. Đây là động cơ Cummins nha quý vị các bạn. Thì do như nhà sản xuất có công bố thì đây là động cơ Cummins, là xe theo tiêu chuẩn của Mỹ đấy. Nhìn cái động cơ này đạt vòng tua rất là thấp nên quý vị các bạn có thể yên tâm là chở có thể chở 8, 9 tấn, 10 tấn thoải mái luôn nhé. Còn đây là cái phần hộp số. Hộp số là được làm bằng hợp kim nhôm đúc. Quý vị các bạn có thể thấy nhìn rất là khỏe khoắn đúng không? Thì bây giờ Tiến mời quý vị các bạn có thể tham khảo sơ về cái phần chassis của cái xe này. Dòng xe này thì nó là sử dụng thắng hơi, thì hai bình hơi quý vị các bạn có thể thấy sắp xếp rất là gọn gàng, và bình ắc quy là hai bình, sử dụng điện là điện 24V. Đây quý vị các bạn có thể xem về phần cầu sau này. Vỏ cầu sau cực kỳ cứng cáp. Đó, thắng hơi quý vị các bạn thấy không? Nhìn dòng xe này thực chất đối với cái dòng xe và giá trên thị trường rất là tốt. Bây giờ Tiến mời quý vị các bạn xem cái phần nội thất của xe, và Tiến sẽ giới thiệu về phần bảo hành và hỗ trợ trả góp cho quý vị các bạn một cách chi tiết nhất. Rồi xin mời. Cái xe Jack N650 Plus với tải trọng nó là 6,5 tấn. Thì trước khi đi vào mà vừa quý vị các bạn có thể xem nội thất, Tiến cũng không trình bày nhiều, tại vì thực chất cái xe tải thì nó chỉ có đơn giản thôi, không có trang bị gì, chỉ có là ghế, nó xài là ghế nỉ này với là có một cái giường nằm. Bây giờ Tiến sẽ giới thiệu cho quý vị các bạn về cái mức giá của dòng xe này. Đối với dòng xe này trên thị trường bây giờ Tiến đang phân phối là có giá là 660 triệu. Quý vị các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp với Tiến, theo thời điểm tùy theo thời điểm mà giá cả có thể lên xuống, hoặc là có những chương trình khuyến mãi của nhà máy ấy, thì quý vị các bạn cứ liên hệ trực tiếp với Tiến để Tiến có thể cập nhật một cái giá mà quan chính xác nhất. Hiện tại bây giờ Tiến đang có chương trình là hỗ trợ mua trả góp qua ngân hàng. Ví dụ quý vị các bạn mua chiếc xe này chỉ cần đưa trước khoảng tầm là 150 đến 200 triệu, thì Tiến sẽ nhờ ngân hàng hỗ trợ số tiền còn lại cho quý vị các bạn. Còn đối với dòng xe này, hiện tại bây giờ nhà máy Jack đang bảo hành là 150.000 km hoặc là 3 năm. Thì vừa rồi Tiến có giới thiệu quý vị các bạn một chiếc xe đến từ thương hiệu JIC Việt Nam, xe thường gọi là xe Jack N650 Plus. Thì Tiến có thể tổng quát ra cái xe này như sau. Thì xe có ưu điểm là có một cái cabin cực kỳ rộng rãi, với phân khúc và tải trọng 6,5 tấn, thì nó có một cái giường nằm sau để quý vị các bạn có thể di chuyển cách dễ dàng hơn. Còn ưu điểm thứ hai là nó có một cái thùng cực kỳ dài, thùng dài 6,2 m. Còn cái ưu điểm thứ ba là nó sử dụng động cơ của Mỹ, động cơ Cummins của Mỹ, cho nên quý vị các bạn có thể yên tâm khi mà đầu tư cái dòng xe này. Các bạn mà có cần Tiến review cái dòng xe nào thì quý vị các bạn cứ hãy để bình luận, hoặc là có góp ý gì thì hãy comment phần bên dưới để Tiến có thể rút kinh nghiệm một cách tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn một video gần nhất. Xin chào.